Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một mẫu nhà mái Thái được thiết kế thi công trong một khuôn viên. Đây các bạn nhìn thấy, đây là một khuôn viên rất là rộng. Địa điểm ở đây là tại khu Ba Vì các bạn nhé. Chủ đầu tư là chị Hương. Đây là một cái tổ hợp công trình. Tổng mức đầu tư này gần 5 tỷ đồng các bạn. Trong đấy bao gồm hai khu nhà khách sạn cho thuê và một khu điều hành chính nhà mái Thái. Trong đấy có khu bể bơi. Đấy, ngoài ra là khu ngồi nghỉ ngơi. Đây là một trong những cái khuôn viên nhà vườn được thiết kế thi công cầu kỳ nhất mà chúng tôi đã từng thiết kế cho chủ đầu tư. Chính diện ngôi nhà này, chính diện khuôn viên này thì có bố trí một hòn nón bộ. Đây là hòn nón bộ khu vực mà được chủ nhà đã thuê thầy phong thủy về xác định vị trí và lấy hòn nón bộ là chỗ hóa giải phong thủy. Mẫu nhà chính ở giữa cái khuôn viên này thì nổi bật lên là cái mái nhà mái Thái ở đây. Các bạn thấy đây, thiết kế của nó rất là tây, rất là hiện đại. Đấy, đây là một mẫu nhà có tổng cái mức chi phí là hơn 800 triệu đồng. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn nhớ nhấn một nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm thi công và những cái đơn giá vật liệu mới nhất mà chúng tôi sẽ update qua những video. Bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn liên hệ qua hai số hotline là 0964458858 hoặc là 0828133333. Các bạn bên nước ngoài thì các bạn vui lòng kết bạn qua Zalo thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho các bạn qua Zalo, kể cả các bạn ở bất kỳ đâu cũng được, thì chúng tôi cũng đều tư vấn rất là tận tình và chu đáo. Trong đây thì bao gồm rất nhiều những video trực quan mà chúng tôi đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn chỉ cần lướt lại và các bạn có thể xem lại những mẫu video này. Quay trở lại với lại mẫu ngày hôm nay, đây là một khu tổ hợp chứ không phải là một công trình. Các bạn để ý đây, cái lối vào này, cái trục đường chính này, lối vào đây là cổng chính, sau đấy ô tô sẽ vào khu nhà để xe ở đây và sau đấy sẽ vào khu nhà tổ hợp. Trong này để có các phòng nghỉ, nhà ăn uống. Đấy. Phần mái được thiết kế ngói màu xanh, phần tường thì được thiết kế màu trắng kem. Trong đấy có sẽ bố trí những cái phần kẽ sọc, đây là mô phỏng cái gỗ ở bên tây. Đấy, nhưng mà thực chất nó là bê tông các bạn nhé. Cái hồ bơi này thì dành cho khách du lịch hoặc là cuối tuần gia chủ về ở. Đây là một là cái khu mà chủ nhà mua để dành cho những cái dịp cuối tuần mà đại gia đình về đoàn tụ với nhau. Cái xu hướng bây giờ thì rất nhiều người có tiền, người ta thường mua những cái đám đất gần với thiên nhiên, gần đồi núi hay là trong những cái khu du lịch sinh thái, cách xa những thành phố ồn ào bụi. Người ta sẽ xây dựng lên một khuôn viên như thế này và có thuê người chăm sóc hàng ngày các bạn nhé. Trong khuôn viên này người ta sẵn sàng trả tiền cho 3 đến 4 người chỉ ăn ở lau chùi hàng ngày. Khi mà đến mùa du lịch thì người ta có thể cho thuê hoặc chính bản thân gia đình họ về đây sinh sống, kết nối với nhau và hưởng thụ. Ngoài ra thì họ sẽ trồng những cái con vật sạch như lợn, gà hay là rau cỏ để cung cấp cho những người ở thành phố. Đấy là cái xu hướng hiện nay. Đấy, chúng tôi làm việc với rất nhiều người, rất nhiều cái quý khách đã có cái nhu cầu, đã có cái phương án như vậy. Ở đây là cái mặt bằng tổng thể này, thì các bạn thấy là từ cái lối vào chính đấy, thì các bạn thấy cái điểm chính giữa của ngôi nhà này, đấy chính là phần nhà mái Thái. Bên tay trái các bạn, đây là hai cái tòa nhà giống hệt nhau. Đấy, trong này gồm 6 phòng ngủ mỗi block. Đấy, gồm 6 phòng, bên trên thì có chỗ ngồi uống nước, cà phê. Đấy, ngoài ra cái khu vực phía sau này là đồi các bạn nhé. Đấy, thực tế của nó xung quanh đây là đồi, riêng cái khu này được chủ nhà cào phẳng lại, sau đấy tôn nền và sau đấy xây dựng. Chính diện ở đây là khu hòn nón bộ, còn lại bên này thì dành cho khu vực nuôi cá koi. Đấy, những loại cá đắt tiền được nhập từ Nhật Bản đấy các bạn ạ. Một con có thể có trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Đấy là cái lối chơi xa hoa của những người có điều kiện. Đây là một góc khác của công trình. Đây là một góc khác của công trình thì thay thế cái hòn nón bộ được bằng cái đài phun nước. Nhưng cái phương án này thì chủ nhà và thầy phong thủy thì đã gạt bỏ, bởi vì nó không ăn nhập với lại tổng thể, mà người ta sẽ thay vào đấy là cái hòn nón bộ bằng đá tự nhiên tại khu vực, được thuê những nghệ sĩ người ta đắp lên thành hòn nón bộ các bạn nhé. Rất là cầu kỳ, rất là công phu.
Chủ nhà cũng là một trong những người yêu cầu giấu danh tính và không chia sẻ phần mặt bằng chi tiết các bạn ạ. Rất nhiều người gọi điện đến hotline của chúng tôi hỏi là vì sao có những mẫu nhà lại giải thích cặn kẽ đến như vậy, hay là những vì sao có những cái mẫu nhà mà chúng tôi thích thì lại không thấy cái phần mặt bằng công năng ở đâu. Thì tôi nhân tiện video này thì tôi cũng xin nói thật với lại mọi người, tức là ví dụ như các bạn là khi các bạn có nhu cầu, các bạn bỏ tiền ra, các bạn thuê vài chục triệu đến hàng trăm triệu cho bộ hồ sơ thiết kế, mà sau khi đấy lại thấy cái mẫu nhà mình được rất nhiều nhà khác xây dựng thì các bạn cũng sẽ không thích. Đấy, bởi vì các bạn đã mất tiền thuê những đơn vị thiết kế hàng đầu Việt Nam thiết kế cho mình một cái mẫu nhà mình mong muốn, và các bạn muốn đấy chỉ là mẫu nhà duy nhất. Đấy, bình thường nhiều người là còn yêu cầu có phá xóa cái file mềm, đấy, hủy là những cái file cứng nữa cơ. Đấy, bởi vì là họ kiên định là cái mẫu đấy chỉ là mẫu duy nhất tồn tại thôi, không có mẫu thứ hai được nhân bản ra. Thế nên là có những cái mẫu nhà mà chúng tôi sẽ phải giấu những cái phần mặt bằng công năng, những cái bố trí bài trí bên trong đó. Nên là rất nhiều các bạn gọi điện đến thì tôi xin giải thích để các bạn để các bạn hiểu rõ. Còn lại những mẫu nào mà chủ nhà cho phép công ty xe thì chúng tôi sẽ chia sẻ rất rộng rãi trên YouTube hay trên Facebook hay trên website. Các bạn có thể lấy những mẫu nhà đấy và thi công cho chính bản thân của mình. Vấn đề đấy không sao, bởi vì nó đã được sự đồng ý của gia chủ rồi. Đây là một mẫu nhà, đây là cái ngôi nhà chính đấy. Phương án này là phương án đầu. Thì các bạn thấy cái phần hiên sảnh này. Đấy, khá là dài và khá là rộng. Đây là phần hiên sảnh, đây là lối đi vào phụ. Và đây là vào cửa chính. Ở đây là thực tế ngôi nhà mà đang thi công dở các bạn nhé. Đấy, có chỉnh sửa một số những cái chi tiết theo ý của chủ nhà. Đây là phần bể bơi. Hiện tại thì chúng tôi đã thi công xong cái phần đổ lót gia cố rồi, sau đấy sẽ xây lên và chống thấm và lắp đặt các thiết bị. Ở đây là một mặt khác của công trình. Đấy, toàn bộ cái phần nền ở đây là đều được cào và sau đấy tôn nền theo cốt của thiết kế các bạn nhé. Nên là cái phần riêng cái phần đất nền đã rất là tốn tiền rồi, chưa nói là những phần khác. Ở đây là một góc khác của công trình. Đấy, thì các bạn thấy đây. Đấy, toàn bộ khu này sau đều ủi phẳng hết toàn bộ. Đấy, và cái khuôn viên này rất là rộng. Rất là rộng. À, như vậy thì cái video này thì tôi xin khép lại tại đây thôi, bởi vì là mặt bằng không được chia sẻ cặn kẽ và nội thất cũng không được chia sẻ rộng rãi. Đây là yêu cầu của chủ đầu tư. Nên là tôi chỉ giới thiệu cho các bạn biết về cái mô phỏng hình 3D và cái mẫu nhà vườn đặc biệt cao cấp này. Đấy. Có rất rất nhiều mẫu cao cấp nữa nhưng mà chúng tôi không được chia sẻ rộng rãi, thế nên rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Video ngày hôm nay tôi xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.